gì thích có nhá. Hôm qua đi với ông kia state bị nhảy qua mạng elite. Hả? Tôi nhớ là trước nó fix rồi mày nhỉ? Tôi nhớ là trước là cái vụ lỗi đấy là đã fix rồi mày nhỉ? Còn trong trường hợp mà team Huay thì đi leo lên hội giáo sư, có trường hợp mà team mà kiểu không có ai thì lại phải vứt bỏ cái liêm sỉ gọi team AIN để tiện thể tôi xin kéo lão ro luôn. Đây, hiện tại thành tích của giáo sư thì sao? À đúng rồi. Đi 41 từ cái khu luyện 2. Được cái hai cái hòm hiếm. Hôm hôm 3 sao, hôm có 3 sao. Thì xin thì 26 nhiều, 25. Chắc là phải nhất là phải 26. Còn cái đây thì lại chưa có cái gì cả. Nói chung là bị lỗi. Nói chuyện lỗi nhá. Hôm qua là dạo hôm qua với thanh niên, chắc thanh niên Tema ai biết, chắc là thêm anh Tema nhớ cái vụ hôm qua. Giáo sư đang cô gọi là kiểm tra lại co như thế nào đấy, xong lỗi thế nào đấy, cuối cùng coi như là vỡ mồm luôn. Thôi rồi. Để tôi trong trường hợp mà bên kia mà không ấy trong vòng 5 phút nữa, trong lúc này tôi sẽ qua nghịch qua đồ của giáo sư tí xem nào, có cái con nào đánh lưu tâm không, có một bốn có một hai con một bốn attack này đã lên mắc cáu nọng thế, hiếm có sắc ly thôi đang check co không phải là... đấy 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 cái vụ đấy là cái vụ mất dạy. Cái vụ đấy là cái vụ phải gọi là mất dạy vãi cả nhái. Mắc biệt thự đang chơi game bị chết không lý do Elite và cả hai bị cái What the fuck? Vãi cả hai. Thế anh V online anh lại thích Tấu Hải à? Vãi cả nhái thân tôi. Chịu nói chung cái vụ này là tôi chịu vào toàn thư luôn nhé, nếu mà tình hình như thế này thì chắc là tôi sẽ phải ma cả nhái tình số bị như này có chết thôi cô chưa lại, nếu mà chưa thấy có đồ hàng gì thì tôi sẽ tôi bảo ok Hoàng Hiếu ở đây là có tay chích rồi, còn đây chích đã online rồi cũng cao cấp luôn, cái AP chân xưa lên 4 sao đi cũng được đấy. Ủa giờ mới để ý là giáo sư cũng chuẩn bị lên 4 sao đấy. Một con hàng ác cần thiết là dạng cày chay nhá, mặc dù nạp thì giáo sư nạp cũng không đi củ. Tôi cũng có góp một tí phần vào đầu tư đấy. Đây. Nó chỉ góp tí phần đầu tư tôi sâu cho các ông luôn. Những cái đồ mà tôi đã quay cho đồ cho giáo sư này. Xem nào. Có con nào. Đây. Con này là tôi quay ra này. Quay hồi trừ săn. Mổ con này. Một. Con thứ hai là con. Có gì nhỉ? Đây. Mổ hòm mở ngay ra. Ok luôn. Giáo sư rất là phê. Con thứ ba là con lợn ý nhỉ, cá chín, con cá chín đầu tiên này tôi cũng quay ra cho giáo sư này, nhiều lắm không phải nhiều lắm nhưng mà nói chung là cũng là khá khá, nói chung là vậy thôi. Ồ số còn lại đấy, đừng đùa với giáo sư, mặc dù rằng giáo sư cái máy của giáo ra là giáo sư nhưng cũng của nhiều người đấy, bởi vì tôi thật với các ông luôn là cái máy của giáo sư ấy yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Ôi giời ơi.
Thank you.